Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Israel vây chặt nhà thủ lĩnh Hamas khét tiếng ở Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố thủ lĩnh khét tiếng của Hamas ở Gaza, Yassir Sinwa có thể trốn thoát, nhưng việc Israel bắt được ông này chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội Israel đã bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas ở Gaza, Yassir Sinwa. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố không rõ liệu Sinwa 61 tuổi, người được cho là đã chủ mưu và ra lệnh thực hiện vụ tấn công nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10, có đang ẩn náu trong một hầm ngầm dưới lòng đất tại dinh thự của hắn ở Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza hay không. Theo Reuters, cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn al Sam cho biết trận chiến rất căng thẳng. Ngôi nhà có thể không phải là pháo đài để ông ta ẩn náu và ông ta có thể trốn thoát, nhưng việc chúng tôi bắt được ông ta chỉ là vấn đề thời gian, Thủ tướng Netanyahu nói trong một tuyên bố video Ông ta có thể chạy, nhưng chúng tôi sẽ bắt được ông ta, ông Netanyahu nói thêm. Những người dân gần đó nói với hãng Reuters rằng họ không rõ liệu Sinwa có ở nhà hay không, mặc dù đã xác nhận sự hiện diện của xe tăng Israel tại đây. Theo The Times of Israel, Sinwa sở hữu nhiều ngôi nhà và đang lẩn trốn. Khi được hỏi về nơi trú ẩn tiềm năng của Sinwa, người phát ngôn của quân đội Israel IDF Daniel Hagari cho biết trong một cuộc họp báo mới đây rằng Sinwa không ở trên mặt đất, ông ta đang dưới lòng đất. Tôi không muốn giải thích chi tiết thông tin từ đầu như thế nào và những gì chúng tôi biết về mặt tình báo, nhưng những điều như vậy là không thể nói công khai trên các phương tiện truyền thông. Công việc của chúng tôi là tìm xin qua và sát hại ông ta. Các quan chức Israel đã thể sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Hamas ở Gaza, người còn được mệnh danh là đồ tể của Khan Yunis. Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Netanyahu, Mark Regev, cũng tuyên bố với CNN rằng sẽ sớm có một chiến thắng thực sự, chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi bắt được người đàn ông đó. chuyên gia dự đoán về giai đoạn cuối của cuộc xung đột Israel-Hamas. Các nhà phân tích địa chính trị dự báo các hoạt động chiến đấu lớn của Israel sẽ kết thúc muộn nhất vào cuối tháng 1 năm 2024, hoặc thậm chí là ngày cuối năm nay. Khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bước sang tháng thứ ba, các chuyên gia tin rằng cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel hiện đang ở giai đoạn cuối cùng và có thể mang tính quyết định, đặc biệt khi Israel đã mở ra các cuộc tấn công trên bộ vào khu vực phía nam giải đất như Khan Yunis Nhà phân tích Brian Bon tin rằng các hoạt động của Israel ở miền nam Gaza sẽ không mất nhiều thời gian như ở phía Bắc. Giai đoạn cuối của chiến dịch trên bộ Theo ông Bones, vốn nhà phân tích cấp cao về Trung Đông và Bắc Phi tại công ty tình báo rủi ro Brains nói với hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu trong một cuộc phỏng vấn video, một khi Khan Yunis thất thủ, Rafa sẽ là nơi tiếp theo. Đó cũng sẽ là một chiến dịch dọn dẹp, vì vậy chúng ta bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch trên bộ, ông Bones nhận định. Zoran Kusovac, một chuyên gia an ninh khác chỉ ra rằng, kể từ khi kết thúc lệnh ngừng bắn nhân đạo, Israel đã mở rộng hoạt động về phía nam mà không dọn sạch các khu vực phía bắc xung quanh thành phố Gaza. Ông Kusovac nói với Anadolu, đây thực tế là một mũi nhọn mới của cuộc tấn công, nhìn chung cách Israel vận hành khá giống với những gì họ đã làm trong 4 tuần đầu tiên của chiến dịch. Về các hoạt động của Israel ở miền nam Gaza, ông cho biết diễn biến đáng lo ngại nhất là một lực lượng quân đội khác đang di chuyển từ phía tây ra hướng biển, ngay phía bắc Khan Yunis. Ông giải thích, rõ ràng là mục đích để cắt đứt Khan Yunis và tạo ra ba khu vực riêng biệt của giải Gaza dưới sự kiểm soát của Israel. Những khu vực đó sẽ không được kết nối với nhau trong giai đoạn đầu Israel ra lệnh người dân di chuyển từ thành phố Gaza xuống phía nam và hiện đang đẩy người dân đi xa hơn về phía nam từ khu vực trung tâm của giải Gaza ý tưởng rõ ràng là yêu cầu mọi người chuyển xuống Khan Yunis và tất nhiên là điều đó được thực hiện vì người Palestine ở lại nơi mà người Israel có thể tấn công đến và bị cô lập ông nói với khoảng 1,8 triệu người đã sinh sống ở phía nam Gaza khu vực chiếm khoảng 2 phần 3 diện tích giải đất Dân số xung quanh Khan Yunis và các khu vực đô thị khác lên cận trên thực tế đã tăng gấp đôi. Về hệ thống chia Gaza thành các khu vực để ra lệnh sơ tán của Israel, chuyên gia Kusovac khẳng định rằng không thể có một số lượng lớn người dân như vậy di chuyển trong một khu vực nhỏ và rời khỏi khu vực mà Israel muốn tiến hành các hoạt động. Chiến lược và chiến thuật mới bất chấp những tổn thất về dân sự ngày càng gia tăng nhà phân tích bôn tin rằng israel đang nỗ lực giảm thiểu những tổn thất về dân sự chẳng hạn như là di chuyển bộ binh nhanh hơn và giảm số lượng các cuộc không kích khi tiến quân ở phía bắc họ đã sử dụng cách này không hẳn là ném bom giải thảm nhưng họ đang sử dụng các cuộc không kích trên diện rộng để phá hủy càng nhiều tòa nhà càng tốt nhằm làm đứt gãy hamas nhiều nhất có thể họ đang không làm điều đó ở quy mô tương tự ở miền nam ông nói Ông nói thêm đây là một nỗ lực nhằm xoa dịu người Mỹ nhằm thực hiện chiến dịch nhanh hơn và ít gây ra những tổn thất về dân sự hơn. Điều này dễ tránh hơn khi thực hiện các cuộc tấn công bằng bộ binh thay vì không kích. Đối với Hamas, ông Bolton rằng phong trào này chưa có những thay đổi lớn về mặt chiến thuật nhưng họ đã hết lựa chọn. Họ vẫn đang tiến hành các vụ phóng tên lửa về phía Israel vẫn còn những vụ phóng tên lửa đáng kể, họ đang cố gắng sử dụng hết kho tên lửa của mình nhiều nhất có thể trước khi IDF kiểm soát các địa điểm phóng và phá hủy kho tên lửa của họ. Vì vậy, họ sẽ sử dụng nó nhiều nhất có thể trong những ngày tới, ông Bol nhận định. Tuy nhiên, chuyên gia Kusovac cho rằng ông vẫn chưa quan sát thấy Israel có động thái thích hợp nào chống lại Hamas. Ông nói, đây vẫn là một động thái tấn công lãnh thổ về mặt quân sự nếu Hamas không có đường hầm và nếu Hamas chiến đấu trên bộ, thì những gì mà Israel đang làm bây giờ có lẽ sẽ có ý nghĩa như một động thái chuẩn bị. Nhưng do cuộc chiến chính mà Hamas thực hiện là xuyên qua đường hầm và ra khỏi đường hầm, điều này không nhất thiết có nhiều ý nghĩa về mặt chiến đấu, nó chỉ có ý nghĩa về mặt kiểm soát lãnh thổ trên thực địa, nhưng đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong những gì mà Israel cần làm. Ông Kusuvak cho rằng, lý do chính cho hoạt động này về mặt quân sự có thể là ngăn chặn sự di chuyển của Hamas trên thực địa. Vì vậy, rất có thể Hamas có thể di chuyển không chỉ giữa ba khu vực hiện đang được hình thành ở giải Gaza, phía Bắc, miền Trung và miền Nam, mà còn trong từng khu vực này, chuyên gia Kusovac nói và bổ sung, họ có thể di chuyển một cách tích cực và đưa các chiến binh của mình đến nơi có thể chống lại bước tiến của Israel, nơi họ có thể cố gắng ngăn chặn bước tiến của kẻ thù hoặc có thể tấn công từ bên sườn. Ông cũng cho rằng, để có thể tiêu diệt Hamas, Israel cần phải tiêu diệt toàn bộ dân số ở giải Gaza, đồng thời giải thích rằng các tay súng Hamas có thể hoàn toàn không phân biệt được. Tất nhiên, đây là một phương pháp rất tàn ác, nhưng thực tế đây là cách duy nhất để chống lại phong trào du kích. Vì vậy, bằng cách chia lãnh thổ thành ba khu vực, Israel rõ ràng đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ dọn sạch mặt bằng của mình để dễ dàng hơn. Giai đoạn tiếp theo và một Hamas ngầm Chuyên gia Bon cho biết Hamas không có dấu hiệu nào cho thấy họ chuẩn bị rút khỏi Gaza. Vì vậy, đó là một lựa chọn mà Mỹ và Israel đang khám phá về mặt ngoại giao để xem liệu họ có thể tìm được nơi cho các chiến binh và nhà lãnh đạo Hamas đi đến để chấm dứt cuộc chiến tranh sớm hơn hay không. Ông tin rằng các hoạt động chiến đấu lớn của Israel, bao gồm cả việc huy động toàn diện, sẽ kết thúc muộn nhất vào cuối tháng 1 năm 2024 hoặc thậm chí là vào cuối năm nay. Ông nói rằng Israel sau đó sẽ chuyển sang chiếm đóng giải Gaza. Điều đó có nghĩa là người Israel sẽ duy trì lực lượng ở Gaza trong một thời gian dài, trong khi họ đang tìm kiếm một đối tác dân sự Palestine hoặc là quốc tế nào đó để quản lý các thành phố và thực hiện công việc tái thiết. Điều mà Israel rõ ràng là không muốn trả tiền. Đó là hình dung về giai đoạn tiếp theo, ông Bon nói. Ông tin rằng Hamas sẽ bị đàn áp và chuyển sang phong trào ngầm nếu không muốn nói là gần như bị loại khỏi giải Gaza. Hamas sẽ tiếp tục có căn cứ ở Liban và Syria, cũng như sự lãnh đạo chính trị ở Qatar và sẽ có sự hỗ trợ từ Iran. Ông Bol nói. Vì vậy, phong trào Hamas sẽ tiếp tục ở các quốc gia khác và bờ Tây, sau đó ở giải gaza. Họ sẽ tồn tại như một phong trào ngầm. Cuộc tìm kiếm binh sĩ Ukraine mất tích trên chiến trường hỗn loạn. Trong 48 giờ tại các chiến hào gần thành phố Kupyan, đông bắc Ukraine, quân đội Kiev đã chống trả lực lượng bộ binh Nga, trong khi pháo binh của Moscow bắn phá mọi thứ xung quanh họ. Họ đã kiệt sức và các quan chức cuối cùng đã ra lệnh quay trở lại căn cứ cùng với các binh sĩ Nga bị bắt giữ. Lúc 3 giờ sáng, hai binh sĩ Ukraine và chỉ huy của họ lên đường, đi qua hàng cây đổ nát về phía điểm sơ tán. Đột nhiên, vài bóng người xuất hiện cách cột bên trái vài mét, sau đó, khu vực này nổ tung trong tiếng súng hỗn loạn. Trong bóng tối, họ đã bỏ lỡ một ngã rẽ và đi thẳng tới chiến hào của quân đội Nga. Các binh sĩ phía Nga không qua khỏi trong hỗn loạn. Hai binh sĩ Ukraine tự kéo mình trở lại nơi an toàn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chỉ huy của họ. Phiên chắc, anh ấy vừa biến mất sĩ quan trong tiểu đoàn của finchak người đi theo biểu hiện jurist và theo dõi nguồn cung cấp dữ liệu trực tiếp về cuộc đọ súng từ một máy bay không người lái uav có tầm nhìn ban đêm cho biết trên những cánh đồng bằng phẳng và đẫm máu của mặt trận ukraine quân đội cũng đang chiến đấu với sự hỗn loạn cũng như đối thủ nhiệm vụ của finchak và quân đội của anh là giúp ngăn chặn việc nga nỗ lực giành quyền kiểm soát kupian nơi kiev vừa nắm lại quyền kiểm soát từ tay moscow vào mùa thu năm ngoái khi cuộc chiến bước tới cuối năm thứ hai, đường số 0 hầu như vẫn đứng yên trên bản đồ, một sọc đỏ mà lực lượng thiết giáp khó có thể di chuyển được. Nhưng khi đến gần, nó trở thành một vòng xoáy của những thân cây gãy vụn, những hồ bom và những thi thể, nơi mà các chiến hào và những phần lãnh thổ nhỏ thường xuyên được đổi chủ và không bên nào chắc chắn chính xác đối thủ đang ở đâu. Bị điếc vì tiếng nổ, thường xuyên bị chấn động và đuối sức vì mệt mỏi. Những binh sĩ, giàu kinh nghiệm cũng có thể trở nên mất phương hướng họ quấn băng dính màu quanh mũ bảo hiểm để phân biệt của chúng ta với của đối phương. tuy nhiên vì nhiều người ukraine cùng nói tiếng nga trong chiến hào nên đôi khi chỉ một giọng nói mới có thể phân biệt được giọng nói của phe mình với giọng nói của phe địch. trên giấy tờ mỗi nhóm đều có vị trí riêng của mình. một binh sĩ tham gia chiến dịch Kupiam cho biết trên thực tế đó là sự hỗn loạn. phiên Chắc đã đến chiến hào phía đông Kupian vào cuối ngày 16 tháng 10 cùng với hàng chục người khác. Nhiệm vụ của họ là giúp ngăn chặn nỗ lực giành quyền kiểm soát khu vực này của Nga. Là một cựu binh 42 tuổi, Finchak đã tái nhập ngũ vào năm ngoái, để lại vợ và con ở Kiev, cũng như công việc điều hành một công ty an ninh. Anh gia nhập Atan, một đơn vị mới trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nơi anh nhanh chóng được tăng cấp trung sĩ. Ngay cả khi bị chấn thương đồng chất, Finchak vẫn vạm vỡ và khỏe mạnh, sau khi anh bị bắn vào chân trong lúc tập luyện, các y tá liên tục yêu cầu anh ngừng chạy bộ quay bệnh viện khi những vết khâu vẫn còn dì máu. Nhưng anh đã từ chối, mong muốn lấy lại sức lực và quay trở lại chiến đấu. Một người lính 27 tuổi tên là Nevsky từng phục vụ dưới quyền của Finchak cho biết anh ấy có thể ở lại trụ sở, nhưng anh luôn thích ở bên binh sĩ của mình hơn. Thật không may, những người như thế này thường hy sinh trước. Kupian là hoạt động đầu tiên của Finchak với tư cách là đại đội trưởng tạm quyền. Vào dạng sáng hôm 28 tháng 11, các cuộc pháo kích của Nga bắt đầu mạnh mẽ hơn. Các đợt tấn công của xe tăng và bộ binh tiếp tục cho đến khi trời tối. Vào ngày đầu tiên, Nga đã kiểm soát được một trong các chiến hào của Ukraine, biến phòng tuyến thành một nơi chắp vá giữa các vị trí của phe mình và phe địch. Nevsky và một số người khác bị chèn ép trong chiến hào của họ. Quân đội Nga chiếm giữ các vị trí ở cả hai bên. Các chỉ huy Atan đã thành lập một đội cứu hộ nhỏ chắc đi đầu đoàn về phía điểm sơ tán, Nevsky ở gần phía sau. Họ đi ngang qua một chiếc xe tăng đã cháy rụi trong hàng cây. Nevsky nghĩ đây không phải là ngã rẽ sao? Lúc đó, video từ UAV của Ukraine cho thấy xe bọc thép của Nga đang tiến về phía các vị trí của Ukraine trong hàng cây tại khu vực chắc bị mất tích. Hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó vụ nổ bắt đầu. Trong vài phút tiếp theo, Nevsky nói: "Thật khó để biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn thấy chắc quỳ gối." bắn súng trường và nghe thấy anh hét lên yêu cầu rút lui. Một khẩu súng máy của Nga bắn vào các binh sĩ đang nằm trên mặt đất. Lúc đầu, Nevsky bắn trả, nhưng khi lựu đạn rơi xuống xung quanh, anh rút lui về chiến hào nơi đã xuất phát. Binh sĩ Ukraine còn lại cũng đã quay trở lại. Phiên chắc không trả lời bộ đàm của mình, anh ấy đã mất tích. Cuộc tìm kiếm bắt đầu trước khi mặt trời mọc vào ngày 30 tháng 11. Không ai có thể sống sót sau ngọn lửa dữ dội đó, UAV lùng sục khắp hàng cây và cánh đồng xung quanh, bay thấp đến mức hai chiếc trong số đó bị bắn hạ, không có dấu hiệu nào của phiên chắc. Chỉ dọc theo hàng cây đó thôi, có rất nhiều người đã không qua khỏi nằm đó. Zurich nói, Zurich là người rất thân thiết với phiên chắc. Họ đã cùng nhau bắt đầu công việc ở Atan với tư cách là binh nhì vào mùa hè năm 2022. Sát cảnh chiến đấu trong trận chiến đẫm máu giành Bakhmut và cùng nhau luyện tập trong những ngày nghỉ ở Kiev. Không ai có thể sống sót sau ngọn lửa dữ dội đó, Zurich nghĩ, Mọi dấu hiệu đều cho thấy chắc đã không qua khỏi. Đêm hôm đó, khi vẫn chưa thấy bóng dáng của Finchak, Juris đã tìm đến một chỉ huy người Nga ở phía bên kia chiến tuyến, đề nghị đổi ba binh sĩ Nga bị bắt cùng 10 binh sĩ không qua khỏi khác để đổi lấy thi thể của Finchak và hai người khác. Anh gửi một bức ảnh của chắc để đảm bảo rằng họ nhận ra người cần trao đổi, đồng thời đề xuất thời gian và địa điểm để gặp nhau trao đổi. Lyra Krabs, vợ của Finchak, đã không nhận được tin tức gì kể từ tối 27 tháng 11 trước khi anh tiến vào chiến hảo. Trong hai ngày đầu tiên, cô đã nhắn tin cho bạn bè của Finchak ở Atan. Họ đã nói với cô rằng anh ấy ổn. Vào ngày 30 tháng 11, họ hầu như không trả lời cô và không nói gì về Finchak. Vào sáng ngày 1 tháng 12, cô cố giữ bình tĩnh khi hai người bạn thân nhất của Finchak trong quân đội bấm chuông cửa nhà. Họ nói với cô rằng Finchak đã mất tích và được cho là đã hy sinh, nhưng người vợ thì vẫn luôn hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Phép màu đã xảy ra Trên thực tế, phiên chắc đã xảy ra cuộc đọ súng với binh sĩ Nga, phía Moscow đã ném lựu đạn và dùng súng phóng lựu bắn về phía binh sĩ này và các đồng đội khiến những tù binh đứng ở giữa không qua khỏi. Khi phiên chắc lùi khoảng 50 mét, một tiếng nổ lớn dội lên và anh bất tỉnh ngay sau đó. Anh tỉnh lại vào sáng hôm sau và nhận thấy rằng Lý do không có binh sĩ Nga nào tiếp cận Anh là bởi Anh đang nằm trên một bãi mìn. Phía Nga đã dùng máy bay không người lái để thả đạn xuống khu vực mà binh sĩ Ukraine này có thể đang ẩn nấp. Họ không phát hiện ra phim chắc do cỏ mọc, um tùm, nhưng họ biết binh sĩ này không đi đâu xa. Lúc này, Anh không mặc áo giáp trúng đạn và nghĩ mình có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là tìm cách thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, thì Anh đã quyết định bò đi để thoát khỏi bãi mìn. Nhằm tránh mìn, Anh bò rất chậm, và chỉ đặt chân xuống những nơi mà có cỏ mọc nhận thấy máy bay không người lái của nga bám theo anh nấp vào một bụi rậm và khiến phía nga hoàn toàn mất dấu và anh cứ đi như vậy suốt ba ngày hai đêm và đã an toàn vượt qua bãi mìn nhìn chung có nhiều cách khác nhau để bạn có thể bỏ nhưng trong trường hợp của tôi tôi phải bỏ càng gần mặt đất càng tốt và làm mọi thứ rất chậm rãi và kín đáo cứ 10 mét lại nghỉ để lấy lại hơi thở và phục hồi nhiệt độ cơ thể. Khi bạn cảm thấy lạnh, đó là tín hiệu để bò tiếp, anh kể lại. Tin tức về sự trở lại của Finchak truyền đến Atan. Nevsky đang ngồi ở căn cứ thì bức ảnh của Finchak với phó chỉ huy của Atan bất ngờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện nhóm của đơn vị. Nevsky nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài hành lang, hét lên sung sướng anh cho biết rất nhiều bạn bè của mình đã không qua khỏi kể từ khi chiến tranh bắt đầu nên anh đã tự mình kiềm chế cảm xúc để có thể chịu đựng được những mất mát grab đang ở nhà thì cô nhận được ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhóm một lúc sau chuông cửa lại vang lên đó là một trong những người đàn ông đã xuất hiện trong ngày hôm trước anh đẩy chiếc điện thoại của mình về phía grab để cô có thể trò chuyện được với chồng anh còn sống chứ cô nói phiên chắc nói chậm rãi và lắp bắp Em yêu, anh xin lỗi vì đã bò đến chỗ em quá lâu. Moscow cảnh báo đanh thép về kịch bản quân đội Mỹ-Nga đối đầu Nga cảnh báo những tuyên bố của Mỹ về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa lực lượng vũ trang Moscow và Washington là không thể chấp nhận được. Trong một nỗ lực đổ thêm dầu vào lửa của cuộc chiến ủy nhiệm Ukraine, chính quyền Mỹ cuối cùng đã mất kết nối với thực tế, dễ dàng thảo luận về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang kiểu tuyên bố khiêu khích này là không thể chấp nhận được đối với một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm. Đại sứ nga tại mỹ Anatoly Antonov bình luận trên telegram vào hôm 7 tháng 12. Bình luận của ông Antonov được đưa ra sau khi tổng thống mỹ Joe Biden cảnh báo nếu nga giành chiến thắng ở ukraine và tiếp tục nhằm vào một đồng minh nato, quân đội mỹ sẽ buộc phải đối đầu với nga nếu nga tấn công một đồng minh của NATO, khi đó chúng ta với tư cách là thành viên của NATO cam kết sẽ bảo vệ từng tất lãnh thổ NATO. Chúng ta sẽ làm mọi điều mà hiện giờ chúng ta đang cố tránh là quân đội Mỹ đối đầu với quân đội nga. Ông Biden nói. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố Mỹ sẽ không để nga giành chiến thắng. Do vậy, ông hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ông Biden cảnh báo, nếu quốc hội không làm điều này, họ đã trao cho Nga món quà lớn nhất giúp Moscow củng cố vị thế trên cả chiến trường và bàn đàm phán với Ukraine. Đại sứ Antonov cho rằng, những câu chuyện do Mỹ bịa đặt nhằm biện minh cho những người nộp thuế và lực lượng chính trị tại Mỹ về khoản chi phí khổng lồ để kiềm chế Nga Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Nga nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, chỉ khiến cho xung đột leo thang, kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 11 cảnh báo Nga có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Mỹ. Moscow nhấn mạnh, mặc dù Nga muốn tránh điều này, song kịch bản đó có thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục chính sách đối đầu trong tuyên bố phát đi ngày 16 tháng 11, đánh dấu kỷ niệm 90 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Liên Xô, Bộ Ngoại giao Nga nói mối quan hệ này có nguy cơ bị cắt đứt thêm một lần nữa, bất cứ lúc nào. Moscow đổ lỗi điều này là do chính sách của Mỹ khiến căng thẳng leo thang và do việc Mỹ theo đuổi mục tiêu đánh bại Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cũng cảnh báo các động thái của Mỹ có thể buộc Moscow phải hạ cấp quan hệ ngoại giao hoặc thậm chí là cắt đứt quan hệ nhà ngoại giao này nhấn mạnh hai bên thực sự đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây hai nước cần phải chỉnh sửa cẩn trọng với các bước đi để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa nga vẫn hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của mỹ trong tương lai sẽ điều chỉnh chính sách với nga dựa trên sự tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau